Thế nào là một bộ sưu tập thời trang chuyên nghiệp? Bí ẩn đằng sau những con số trên mác áo? Hay tại sao khuôn mặt của các cô người mẫu lại lạnh lùng đến vậy? Hãy cùng Công Thức Đẹp tìm hiểu thế giới thời trang đã và đang được vận hành thế nào. Cùng tìm hiểu xem việc phục vụ nhu cầu mặc của loài người đang phát triển đến đâu. Xin chào quý vị, hiện giờ thì Mai Trang đang có mặt tại một trường quay rất đặc biệt của Công Thức Đẹp, thảm đỏ của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016, để cùng tìm hiểu về những điều đặc biệt đằng sau sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu. Đó là hậu trường của một show diễn thời trang. Show diễn thời trang là cụm từ toát lên sự hào nhoáng, lộng lẫy với những ánh đèn flash, những nụ cười quyến rũ, những bộ trang phục mới lạ, show. Nhưng đấy chỉ là chuyện ở phía trước sàn diễn. Chuyện hậu trường show diễn sẽ không có những hình ảnh đấy. Nhà thiết kế Trung Trung Ly sẽ cùng chúng ta tìm hiểu hậu trường sôi động này. Xin chào, tôi là Trung Trung Ly, nhà thiết kế đến từ Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên tôi đến tham dự Việt Nam Fashion Week. Bởi vậy, tôi rất vui và vinh dự khi có mặt ở đây. Đây là khu vực trang điểm, làm tóc và phòng treo đồ nằm ở khu phía sau sân khấu. Nếu như show diễn bắt đầu lúc 8 giờ tối thì các cô người mẫu sẽ phải có mặt ở khu vực này từ 2 giờ chiều để trang điểm, làm tóc và tập tuyến đi. Chưa kể, họ cũng đã phải đến đây để casting và thử đồ từ hôm trước. Tổng cộng họ mất khoảng 10 tiếng để phục vụ cho 30 giây đi trên sân khấu. Tôi muốn cô gái giống như hình mẫu một cô nàng công sở đến thư giãn ở những quán bar buổi tối. Bởi vậy, vẻ ngoài phải tươi tắn, tự tin và gợi cảm nữa. Tóc sẽ đánh phồng ở trên như thế này. Đôi mắt thì đánh hơi sách lên phía trên cho quyến rũ. Còn môi, một cô này thì đang hơi bị hồng quá. Anh trang điểm này hiểu ý tôi rất nhanh. Vậy là chúng ta sẽ đổi màu son đúng không? Cả mắt nữa đúng không ạ? Đúng rồi, mắt phải sách lên một tí. Vì những cô gái của tôi sexy mà. Cô này sẽ là người xuất hiện cuối cùng trong bộ sưu tập của tôi. Cô này là vedette phải không? Đúng rồi. Hình như bạn vẫn hơi lo lắng hả? Đi lại xem sao nhé. Đi đến điểm cuối sàn catwalk thì không cần dừng lại đâu, mà cứ đi qua luôn nhé. Anh có bao nhiêu models? Có 21 cô cho 25 bộ. Nhà thiết kế Trung Trung Ly tham gia thiết kế cho hai dòng nhãn hiệu tại Hàn Quốc. Bộ sưu tập này là dòng thời trang trẻ trung, mang hơi thở của phong cách preppy, phong cách lấy cảm hứng từ những bộ đồng phục trường học. Nhà thiết kế Trung Trung Ly đã được mời tới tham dự rất nhiều tuần lễ thời trang lớn trên thế giới. Một nhà thiết kế có thể giới thiệu bộ sưu tập theo mùa mốt của mình ở nhiều tuần lễ, tùy theo thị trường mà họ hướng tới. Trung Trung Ly có mặt ở Hà Nội trước show diễn một ngày để bắt tay vào việc chuẩn bị cho show diễn. Ekip trợ lý của anh có khoảng 10 người, bao gồm trợ lý trang phục, người mẫu, trợ lý nhà thiết kế. Một số trợ lý ở đây là sinh viên thiết kế thời trang, họ đang tìm kiếm kinh nghiệm và cơ hội của mình trong thế giới thời trang. Mọi công đoạn đã chuẩn bị xong. Nào, chúng ta bắt đầu vào trận đấu thôi! Và ở ngay phía sau sân khấu trước vở diễn, mọi bộ phận đều đang nhìn lại tổng thể người mẫu, chỉ sửa nếu cần để đáp ứng tối đa đề nghị của nhà thiết kế. Nhìn vào màn hình này, người đạo diễn hậu trường sẽ biết được người mẫu bên ngoài đi lại tốc độ phù hợp hay chưa, khớp nhạc hay không và biết được lúc nào đẩy người mẫu tiếp theo ra. Mỗi bộ sưu tập thường được trình diễn trong khoảng 15 phút, giới thiệu trung bình khoảng từ 20 đến 30 mẫu thiết kế. Còn điều gì anh muốn nói với người mẫu trước khi họ ra trình diễn không? Tôi cứ nói chuyện với họ liên tục, nói với họ đừng quên thả hồn vào âm nhạc, vì show của tôi lấy ý tưởng từ âm nhạc nữa. Tôi đã đặt các sáng tác bản nhạc diễn này lấy ý tưởng từ câu lạc bộ Musky. Chơi luôn. Một vài gợi ý trang phục đến các bạn trong mùa thu đông này. Bộ sưu tập theo phong cách preppy với chất liệu chủ đạo là len dạ. Anh chàng đạo diễn người Singapore còn có nhiệm vụ lên dây cót tinh thần cảm hứng cho người mẫu. Những người mẫu đã thực hiện công việc của mình rất tốt.
cảm giác nào hơn, ngồi một mình yên tĩnh thiết kế hay là khi bước ra sau các mẫu thiết kế của mình trên sàn diễn catwalk chào khán giả? Thế giới thời trang không chỉ dành cho tôi mà là cho mọi người. Khi mọi người thích thì tôi cũng thích. Thế nên tôi mới muốn làm trong ngành thời trang, nên tôi nghĩ tôi thích cảm giác khi đứng trên sân khấu. Tôi có thể cảm nhận và thấy là mọi người ai cũng thích các mẫu thiết kế của anh đấy. Chúc mừng anh một lần nữa nhé. Hậu trường chuẩn bị thì lâu, trình diễn thì rất nhanh. Sẽ còn rất nhiều điều thú vị của thế giới thời trang, công thức đẹp gửi tới quý vị. Vâng, chúng ta vừa được đến với hậu trường của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016 vừa diễn ra cách đây không lâu. Quả thực khi được tham dự vào tuần lễ thời trang này với tư cách là một khán giả ngồi dưới xem thì tôi rất là choáng ngợp với một âm thanh, âm nhạc, kỹ xảo hiệu ứng tạo khói này, tạo tuyết rơi cho những cái màn trình diễn, những cái bộ sưu tập của các nhà thiết kế nữa, và đặc biệt là sự trình diễn rất là chuyên nghiệp của những người mẫu. Quả thực là họ đã phải có được một tuần rời luyện tập rất là vất vả ngày đêm, và để chuẩn bị cho một đêm diễn thành công như vậy thì tất cả mọi khâu từ âm thanh ánh sáng và tất cả mọi bộ phận đều phải phối hợp với nhau rất là ăn ý để có thể diễn ra một cách suôn sẻ và theo như những gì mà chúng ta vừa theo dõi được không ạ? Mọi công cuộc rất là gấp rút để chuẩn bị cho show diễn ra. Vâng ạ, đằng sau những ánh hào quang, đằng sau thành công ở trên sân khấu thì quả là một cái quãng đường nỗ lực không ngừng nghỉ và là một sự cố gắng của không chỉ từng cá nhân, của không chỉ những người mẫu biểu diễn mà còn là cả ekip nữa. Và để có được một thành công như vậy quả thật là không hề đơn giản chút nào.